ra mắt, dùng được bút Apple Pencil, giá 329 đô la Mỹ. Theo đó, trong sự kiện được tổ chức vào đêm qua, Apple đã cho ra mắt một mẫu iPad mới với màn hình 10.2 inch, lớn hơn một chút so với iPad 9.7 inch trước đó. iPad 10.2 inch sẽ được trang bị màn hình Retina siêu nét với tổng cộng 3,5 triệu điểm ảnh. Theo đại diện Apple, iPad mới sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành iPadOS 2. Đây là nền tảng hệ điều hành được Apple phát triển dành riêng cho dòng sản phẩm iPad của hãng. Trước đó tất cả mọi chiếc iPad đều dùng chung hệ điều hành iOS cùng với iPhone. Điều này chỉ được thay đổi khi Apple quyết định ra mắt hệ điều hành iPad OS dùng cho máy tính bảng hồi năm ngoái. iPad OS sẽ giúp chiếc tablet thân thiện hơn với các thiết bị gắn ngoài như bàn phím hay bút Apple Pencil. Mục đích của điều này là bởi Apple đang muốn tăng cường hơn nữa trải nghiệm công việc của người dùng. Trong tương lai, Táo khuyết muốn những chiếc iPad sẽ có thể đảm bảo công năng của một chiếc máy tính dùng cho công việc. iPad OS 2 trên iPad 10.2 inch mới sẽ có bàn phím ảo với khả năng tùy. Trình về kích thước, phiên bản hệ điều hành này cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn đối với việc chụp ảnh màn hình. iPad 10.2 inch của Apple sẽ được sản xuất bằng vật liệu 100% nhôm tái chế. Giá của thiết bị này là 329 đô la Mỹ, tương đương khoảng 8 triệu đồng. iPad 10.2 inch sẽ bắt đầu mở bán ra thị trường vào ngày 30 tháng 9 tới.